Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình đang ở khu cách ly ấy, nên là mình không có quá nhiều dụng cụ để có thể làm video được. Mình có ít giấy, ít bút và một cái ly này. Và mình sẽ bóp lại làm đôi. Và mình sẽ bỏ cái máy lên như thế này. Và sau đó mình sẽ quay video cho các bạn. Và hãy cùng đón xem video của mình nhé. Mình không có quá mang nhiều dụng cụ ấy, thì đây là cái bút bonsai liner. Và cái bút chữ A là cái bút mà mình take note chính ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sử dụng bút pencil để ghi tiêu đề và mình hướng tới sự đơn giản. Bởi vì mình đi trong khu cách ly ấy, mình không mang quá nhiều bút đâu, mang mấy cái bút thôi. Xong mình chợt nhận ra là mình buồn quá nên mình đã làm video. Và mình khi mình ghi xong rồi ấy, mình vẽ thêm cậu bé Lượm ấy nhé. Đây là một chú bé, đây chú đội cano và mình vẽ cái áo của chú ấy. Và các bạn vẽ thêm mấy cái lúa mà mình vẽ giống mấy cái cây quá. Các bạn vẽ thêm cái ba lô đeo chéo của cậu ấy nhé. Chú bé lắt chắt cái sắc xinh xinh. Và bây giờ thì mình sẽ ghi những cái tiêu đề chính của mình. Mình ghi bằng bút liner bởi vì mình chỉ có mang 4 loại bút đi thôi. Bây giờ mình ghi phần tác giả. Phía dưới đây thì mình sẽ sử dụng cái bút chữ A để ghi những cái phần chính ở dưới đây. Còn những cái tiêu đề thì mình sẽ ghi bằng mực đen. Và đây là cây bút chữ A huyền thoại của chúng ta. Và nó đi theo một thời niên thiếu của mình rất là dài. Bút chữ A mực đỏ, mực tím, mực xanh, mực đen. Và bây giờ mình ghi lại thì mình thấy ghi cái bút này chữ rất là đẹp đấy các bạn. So với các bút khác thì mình ghi thấy nét chữ nó rất là đẹp và nên rất là đều. Và nó không có bị tắc mực như bút của Thiên Long, mình không so sánh đâu nhé. Nhưng mà mình cảm nhận được bút chữ A rất là đều nét. Hay là mình mua cái bút này nó... khá là ok, khá là ngon đấy các bạn. Bình thường ngày trước mình ghi bút chữ A, mỗi lần mà tắc mực mình cứ phải vậy, bực hết cả mình. Bây giờ thì cái bài dưới đây ấy, mình lấy là mình trích ra từ một cái bài ở trên mạng. Bởi vì mình ở trong khu cách ly ấy, mình không có quá nhiều thời gian để có thể edit một cái bài thật là chuẩn cho các bạn lớp 6. Sau khi suy nghĩ và rất không suy nghĩ của mình đã take note ra một cái bài dàn xuống phía dưới thay vì cái ô và cái khung. Mình muốn các bạn take note một cái bài nó đơn giản nhất và nhìn nó kiểu như là thoáng nhất có thể. Mình không biết phải nói làm sao cả bởi vì hiện tại mình ở trong đây cũng không phải ở nhà ấy. Nên là nhiều lúc mà mình ghi âm nó sẽ bị ồn, cắt tiếng nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Hồi trước thì hồi học lớp 6 thì mình nhớ là mình không có thích học văn cho lắm. Và mình viết thì cũng vừa bãi lung tung thôi chứ không có ghi take note như thế này. Thì sau khi nhìn cái bài này ấy, mình thấy nó khá là ngắn nên mình đã take note dài xuống thay vì kẻ khung các ô hoặc là chia các ô. Mình muốn các bạn tách nó ra để khi mà nhìn các phần đề bài và cái phần phía dưới ấy, nhìn nó thoáng và nhìn cho các bạn nhìn nó dễ hơn ấy. Thì cái bài này ấy, cái khung sườn mình sẽ để cái link ở dưới phía dưới để các bạn có vào tham khảo cái bài. Thì nếu mà như mà các bạn học văn ấy, nhiều bạn thì take note ở trên lớp hoặc là ghi chú vào trên lớp, thầy cô nói nhanh không nghe kịp ấy, thì các bạn có thể lên trên mạng tham khảo những cái bài dàn bài của người khác để luyện tập. Mình thấy ấy, nó là một điều tốt và cũng là một điều xấu, không phải các bạn dựa vào tất cả những cái thứ ở trên mạng để mà chép vào bài trong vở. Các bạn cũng có sự chọn lọc nhất định bởi vì thầy cô của các bạn ở trong trường ấy sẽ dạy cho các bạn những cái khác chứ không phải lúc nào cũng như trên mạng được. Nên là những cái dàn bài mình lấy trên mạng về hay là mình xem hay là mình tham khảo nội dung ấy thì mình cũng có chọn lọc như các bạn. Cái bài này là mình chỉ take note để cho các bạn thấy cái khung sườn mình viết ở trên cái giấy take note như thế nào thôi, để cho nó gọn gàng sạch sẽ lại thôi. Và mình hy vọng là các bạn sử dụng bút ấy, thì mình nghĩ là nếu mà các bạn học lớp 6 hoặc là những bạn học cấp 2 đừng sử dụng quá nhiều màu. Nếu mà các bạn có điều kiện hay là có tiền thích màu mè hoa lá hẹ thì cứ sử dụng nhiều màu thôi. Mình thì mình thích sự đơn giản nên mình đã lựa chọn hai màu, màu trắng và màu đen và màu xanh nhé. Và mình cảm thấy là ghi bút chữ A ấy, chữ lên nét chữ rất là đẹp. Và lâu lắm rồi mình không có take note nên là chữ của mình nó cũng hơi xinh xinh vẹo vẹo ấy. Mình ngồi ở cái khu cách ly nó hơi nắng một chút ấy. Nên là lúc nó hơi mờ, nó hơi nắng, xong rồi thời tiết nó cứ thế nào ấy, nên là mình thấy chỉnh màu hơi khó, nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Và mình hy vọng là mình sẽ cố gắng làm những cái video take note tiếp cho các bạn. Và mình mong là những cái bạn mà học chuyên văn ấy, thì ngoài cái việc take note đầy đủ ra thì các bạn đọc bài văn mẫu này, học nhiều bài văn mẫu hơn.
Và ngoài ra thì các bạn viết nhiều hơn. Những cái bạn học văn giỏi ấy, mình hy vọng là các bạn nên học viết lách hoặc là học viết content. Sau này những cái ngành này sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều ấy. Nhất là viết lách và viết content. Có thể các bạn tạo ra một cái blog. Nếu mà như các bạn nào có thời gian nhiều ấy, thì có thể tạo viết nhật ký, viết blog đơn giản. Sau này nó sẽ giúp đỡ cho các bạn trong nghề viết rất là nhiều. Mình thấy như là các bạn học văn bây giờ ấy, các bạn rất là giỏi luôn. Mình cũng rất mong làm giveaway sớm cho mọi người từ lúc Tết rồi. Bởi vì khoảng thời gian Tết là có một giveaway mình vẫn chưa làm được. Nhưng mà thời gian đó khá là bận, xong rồi công việc làm cho mình cứ lung tung, xong rồi xoay đi, mình quên mất. Và cũng khoảng thời gian đấy thì cảm ơn mọi người đã ở bên mình rất là nhiều và ủng hộ mình trong một thời gian vừa qua. Cuối tháng 5 thì muốn làm giveaway cho các bạn, thì đùng một cái khoảng giữa đầu tháng 6 một chút là mình đùng một cái là mình trở thành F1 và mình phải đi cách ly, nên là vẫn chưa làm giveaway cho các bạn được. Thế là giveaway cứ tạm rời xa cho các bạn như vậy ấy. Mình cố gắng đầu tháng 7 khi mà đi cách ly về. Hình như là đầu tháng 7 mình vẫn chưa đi về. Có thể là cuối tháng 7, đầu tháng 8 mình sẽ cố gắng làm giveaway cho các bạn. Nên là hy vọng nhớ theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Và mình ở trong khu cách ly thì mình có giấy, có viết, có bút và có rất là nhiều thứ. Mình sẽ cố gắng làm những cái video cho các bạn ở trong khu cách ly. Hy vọng là nó là một kỷ niệm của mình nhớ đời. Và nhớ theo dõi những cái video của mình nhé. Mùa hè năm nay thì Covid đi qua thì chắc có thể là các bạn ít đi chơi đúng không? Mình sẽ cố gắng làm những cái vlog về edit video trên điện thoại, làm thumbnail và những thứ mà mình làm những cái video của mình trên chiếc điện thoại. Thì tất cả những cái video của mình ấy ở trên YouTube hiện tại là bằng điện thoại hết. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ giúp đỡ các bạn những cái việc mà các bạn cần upload lên YouTube này, hay là các bạn cần làm những cái video ở trên điện thoại, hay làm thumbnail, hay là bất kể những cái vấn đề gì ở trên điện thoại làm về video thì các bạn có thể hỏi mình. Mình sẽ cố gắng giải đáp những cái thắc mắc mà mình biết hoặc là những kinh nghiệm mà mình trải qua để giúp đỡ các bạn nhất có thể. Thì mình sẽ cố gắng rất là nhiều để làm những cái video về techno. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình cũng mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình. Không phải lúc nào mình cũng có thể là rep hết những cái tin nhắn của các bạn, nhưng mà mình vẫn luôn đọc các tin nhắn của các bạn, mình vẫn luôn ghi chú lại để làm những cái video tiếp theo cho các bạn ấy. Thế là hy vọng các bạn thông cảm cho mình, bởi vì nhiều lúc ấy mình rất là bận, cứ lung tung, xong rồi loanh quanh, xong rồi cứ đảo đi đảo lại khiến mình cho mình bận rộn như vậy ấy. Thế là mọi người hãy thông cảm cho mình nhé. Thì mình sẽ cố gắng ra những cái video về học các thứ tiếng khác và cách mình học và cách mình rèn luyện. Mình sẽ cố gắng trong một tháng học một ngôn ngữ khác thử, bởi vì rất nhiều bạn đã comment rồi nên mình nhận ý kiến và cố gắng. Nói chung là bây giờ mình chỉ biết cố gắng thôi. Ở trong đây thì mình lồng tiếng nó hơi bị chập chờn ấy, nên là các bạn thông cảm giùm mình. Nếu mà các bạn muốn mình làm một video nào về học tập thì hãy nhớ comment cho mình biết. Mình sẽ ghi chú lại để mình làm các video tiếp theo nhé. Mình sẽ luôn cố gắng. Bây giờ mình chỉ biết là cố gắng và cố gắng thôi. Nhớ xem video của mình mỗi tuần, mình sẽ cố gắng ra. Hãy like, subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Đây là toàn bộ cái bài trích nốt ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn luôn luôn thích học văn. Đây là toàn bộ. Mình nói thật là mình rất thích viết bút chữ A rồi đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.